Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV Thời mới Canada số 876 ngày 8 tháng 5 năm 2019. Có bản tin Canada tăng phúc lợi trẻ em. Quang Lâm thấy bản tin bổ ích nên trích lược và chia sẻ cùng quý khách. Cảm ơn từng báo Thời mới Canada. Chính phủ liên bang loan báo sẽ tăng phúc lợi trẻ em Canada vào mùa hè năm nay. Nghĩa là các gia đình đủ tiêu chuẩn được hưởng sẽ nhận được khoản phúc lợi nhiều hơn chút đỉnh. Chỉ 3 tháng trước khi bước vào kỳ tổng tuyển cử, Bộ trưởng Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội thông báo về mức gia tăng này có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 năm nay, hôm thứ Hai ngày 6 tháng 5 2019 tại Paris, Ontario. Ông cũng có buổi thông báo thứ nhì tại Richmond Hill. Mức tăng phúc lợi này sẽ được điều chỉnh theo lạm phát. Mức mới của phúc lợi tối đa hàng năm sẽ là 6.639 cho mỗi đứa con dưới 6 tuổi và 5.602 đồng cho mỗi con từ 6 đến 17 tuổi. Như vậy, nghĩa là mỗi tháng các gia đình có con sẽ nhận được từ 12 cho đến 30 đồng nhiều hơn mức hiện nay. Tuy bây giờ mới được công bố, thay đổi này đã được hoạch định trong ngân sách liên bang năm 2018. Chương trình CCP hiện tại đã bắt đầu vào năm 2016, qua đó các gia đình nhận được phúc lợi hàng tháng miễn thuế để giúp trang trải chi phí nuôi con dưới 18 tuổi. Thay đổi này đánh dấu lần thứ hai chính phủ nâng phúc lợi trẻ em kể từ khi chương trình này được bắt đầu. Lần tăng gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2018, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Mức phúc lợi tùy thuộc mỗi gia đình và dựa vào thu nhập, cũng như con số con trong gia đình. Tăng phúc lợi sẽ khiến chính phủ tốn kém hơn 24.3 tỷ gia kiềm. Gần 3.7 triệu gia đình nhận được phúc lợi này. Chính phủ Canada nói rằng, phúc lợi này đã giúp 278.000 trẻ em thoát khỏi nghèo đói tính tới năm 2017. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video Canada tăng phúc lợi trẻ em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.